What is the most offensive joke that you've ever written? If only Africa had more mosquito nets, then every year we could save millions of mosquitoes from dying needlessly of AIDS. Bạn cảm thấy thế nào nếu như xem những cái đoạn trích vừa rồi? Đang cầu nguyện cho bản thân rằng không phải xuống địa ngục vì đã lỡ cười, hay cảm thấy phẫn nộ, bực tức và muốn đấm thẳng vào cái mặt cái kẻ nghĩ ra câu đùa đấy? Có thể bạn sẽ đang tự hỏi là tại sao người ta nghĩ gì mà lại lấy cái sự khổ đau của người khác ra làm trò cười như vậy? Vậy thì rốt cuộc cái giá của tiếng cười là bao nhiêu? Liệu chúng ta có nên sẵn sàng xúc phạm, làm đau cái tôi của một người để mua vui cho 100 người khác hay là không? Hãy cùng đi trả lời câu hỏi này trong bài viết với tác giả Uy Lê, một tác giả trên Spider Room, đồng thời đang là diễn viên hài độc thoại đến từ team Sài Gòn Tếu nhá. Mình là Pink Dot và chúng ta hãy cùng bắt đầu video nào. Trước giờ mình vẫn luôn yêu thích hài kịch, đặc biệt là hài độc thoại. Mình đã xem khá nhiều chương trình của các nghệ sĩ hài độc thoại, cũng như là tập viết kịch bản và trình diễn bằng tiếng Anh ở Việt Nam và một số nước lân cận. Tuy nhiên, khi một số bạn bè mình hỏi rằng sao bạn không diễn bằng tiếng Việt, mình thường cảm thấy rất khó trả lời. Với mình, diễn hài độc thoại bằng tiếng Anh thì khó một, nhưng diễn hài bằng tiếng Việt cho người Việt lại khó hơn gấp 10 lần. Một nghệ sĩ hài độc thoại thường cảm thấy gò bó khi trình diễn cho một đối tượng khán giả mà họ biết có quan điểm khác biệt với họ. Mình đang đoán các bạn nghệ sĩ hài khác cũng một phần chia sẻ cảm xúc này với mình. Trước hết, có lẽ cần phải phân biệt hai lĩnh vực hài kịch và hài độc thoại. Hài kịch, comedy, có thể nói chung và bao hàm rất nhiều thể loại. Trong đó có kịch hài, sketch comedy, hài độc thoại, stand-up comedy, hài ứng tác, improv comedy. Điểm chung của hài kịch là cần tạo được tiếng cười cho người xem. Tuy nhiên, tiếng cười này đến từ đâu và đi đến đâu thì cũng có sự khác biệt giữa từng thể loại. Khi nói về những loại hài kịch truyền thống hơn mà ta thường thấy ở Việt Nam, đa số chúng ta sẽ thấy những vở hài kịch hoặc là hoạt cảnh hài. Tiếng cười của những hình thức này đa số đến từ những hành động buồn cười, những điều bất thường thú vị trong những hoàn cảnh đời thường. Ở Việt Nam, cá nhân mình thấy phong cách hài kịch vẫn là khá gần với các thể loại như là hài kịch từ ngôn ngữ hình thể và trình diễn tạp kỹ. Đề tài chỉ tập trung vào những việc thể hiện những cái tình huống hài hước, không quá đặt nặng vào việc khai thác vào những mâu thuẫn xã hội, chính trị hay là triết học quá sâu xa. Cũng vì mục tiêu ban đầu thôi. Trong những thời chiến tranh hoặc khủng hoảng, những chương trình hài kịch được sinh ra để mang lại niềm vui và sự giải thoát, hoàn toàn phớt lờ những đau buồn của thế giới thực. Đó là vai trò của thể loại hài kịch này. Phần lớn những hoạt cảnh hài sẽ tận dụng những hình mẫu và mối quan hệ điển hình, ví dụ như là mẹ chồng và nàng dâu, nhân vật LGBT, bác sĩ và bệnh nhân, vân vân. Hiển nhiên là mình không phê phán việc khai thác những câu chuyện này. Cần có rất nhiều kỹ năng và sự sáng tạo để dàn dựng nên những tiểu phẩm hài mới lạ và hài hước. Nhưng khi nhu cầu giải trí ngày một tăng cao, các chương trình liên tục phải tạo ra những sản phẩm mới, người nghệ sĩ dễ bị rơi vào những đường tắt, cách làm dập khuôn có phần hời hợt, đơn giản hóa vấn đề. Suy cho cùng, cái họ cần là gây cười. Vì vậy, chỉ cần đảm bảo công thức, bạn sẽ đạt được mục tiêu này. Còn khi nói về hài độc thoại, mình cảm thấy đa phần sẽ mang tính chỉ trích, phản biện và trào phúng nhiều hơn. Từ thời Hy Lạp cổ đại, đã có hình thức hài độc thoại đến từ những buổi luận đàm về triết học và chính trị. Những quan điểm hoài nghi, phản đối thực tại được truyền đạt đến công chúng bằng những ngôn ngữ trào phúng và châm biếm, để dễ dàng tìm được sự đồng cảm hơn từ hai phía. Đó gần như là một nền văn hóa tranh luận để tìm ra được sự thật và bản chất của mọi vấn đề. Trong suốt quá trình phát triển, sẽ có rất nhiều người nghệ sĩ tìm thấy phong cách khác nhau trong hài độc thoại. Họ có thể tập trung vào những quan sát từ cuộc sống, những khía cạnh khó nói, thiếu vệ sinh của tình dục, thậm chí là những cái điều cấm kỵ như là cái chết, chiến tranh, tôn giáo, phân biệt chủng tộc. Bản chất của hài độc thoại phụ thuộc 100% vào người nghệ sĩ. Không hề có các yếu tố giản dựng trên sân khấu, hình ảnh, trang phục, diễn viên phụ trợ. Bạn chỉ có micro trong tay và đưa ra một quan điểm riêng biệt để mang đến tiếng cười cho khán giả. Và khi đã là quan điểm thì rất có thể tìm được 100% sự đồng thuận của đám đông, đúng không? Đối với mình, chúng ta nên phân biệt rạch ròi giữa ý tưởng hài kịch và quan điểm cá nhân của một người diễn hài độc thoại. Mỗi nghệ sĩ hài sẽ có một mục tiêu riêng, nhưng cũng như mọi tác phẩm nghệ thuật khác, đã là nghệ thuật, bạn không thể điều khiển được cách người khác tiếp cận và thấu hiểu được ý đồ ban đầu của mình. Mình có thể ví dụ tương tự với một loại hình khác. Trong thiết kế đồ họa, mỗi ấn phẩm là một công cụ truyền thông. 10 người nhìn vào một poster sẽ đều hiểu cùng một thông điệp. Trong hội họa hiện đại, mỗi tác phẩm là một ý niệm trừu tượng. 10 người nhìn vào một bức tranh lại có thể hiểu thành 3, 4, thậm chí là 10 ý tưởng khác nhau.
thậm chí là không có ý nào chung với cả ý tác giả. Để cùng tìm hiểu cụ thể hơn, chúng ta hãy điểm qua một vài câu chuyện trong hài độc thoại nhé. Luận điểm A. Jimmy Carr, hài kịch là hài kịch. Jimmy Carr là một danh hài khá nổi tiếng với những câu đùa ngắn, one-liners cực kỳ thông minh và nguy hiểm. Ông nổi tiếng với những câu đùa gây tranh cãi và mất lòng, với ví dụ điển hình là câu đùa mở đầu video này. Đầu tiên, chúng ta hãy đánh giá câu đùa này thuần túy về từ ngữ và cấu trúc. Với mình, đây là một câu đùa rất xuất sắc vì khán giả hoàn toàn bị bất ngờ vì câu kết. Nếu châu Phi có điều kiện để trang bị nhiều mùng chống muỗi hơn, mỗi năm chúng ta có thể cứu được hàng triệu. Ba chấm. Trong cấu trúc này, phần mở bài tạo ra cho chúng ta một dự tính về điều anh ta sẽ nói tiếp theo. Vì đây là một sự thật chung mà chúng ta đều biết. Ở châu Phi, nạn sốt rét hoành hành rất nhiều. Nhiều trẻ em mất mạng vì không có điều kiện trang bị mùng chống muỗi. Nếu có nhiều mùng chống muỗi hơn, chắc chắn anh ta sẽ nói rằng hàng triệu trẻ em sẽ được cứu khỏi căn bệnh sốt rét. Câu kết, con muỗi tử vong vô tội vạ vì bệnh AIDS. Dự tính của chúng ta đã bị phá vỡ. Video mà Jimmy kết luận sẽ là cứu được hàng triệu con muỗi khỏi bệnh AIDS. Đây cũng là một sự thật, bệnh AIDS cũng là một vấn đề nghiêm trọng ở châu Phi. Tuy nhiên là không ai nghĩ đến việc một người có thể lo lắng cho loài muỗi vì bị lây bệnh AIDS từ con người. Vì sao chúng ta cười? Cái lý, khi phát hiện ra sự lật kèo trong câu đùa này, bộ não chúng ta được kích thích và tiếng cười đến như là một phần thưởng cho sự khám phá đó. Sự hài hước đến từ những cái điều bất ngờ không nguy hiểm, cũng như là chúng ta dễ bật cười khi nhìn thấy một người vấp ngã. Sự vấp ngã là một bất ngờ. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng họ không gặp nguy hiểm. Tiếng cười khi ấy bật lên như là một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Một cách để chúng ta truyền tín hiệu với những người xung quanh rằng mọi chuyện vẫn ổn, sẽ không có nguy hiểm nào ở đây. Qua đó, những người bật cười vì cảm thấy thú vị vì khả năng của Jimmy. Như vậy mà cũng nghĩ ra được, họ sẽ đến với chương trình của Jimmy để tìm ra những khoảnh khắc khám phá đầy bất ngờ ấy. Vậy vì sao chúng ta khó chịu? Cái tình. Mặt khác, sẽ có rất nhiều người cảm thấy khó chịu, thậm chí là ghê tởm về câu đùa này. Tại sao phải giễu cợt về trẻ em châu Phi? Các em có tội tình gì? Bệnh AIDS mà đem ra đùa cợt được à? Tôi phục vụ và làm việc cho một tổ chức từ thiện. Tôi đã từng đến châu Phi và thực sự rằng cuộc sống của họ rất khổ cực. Những kẻ dám đem đau khổ của người khác ra làm trò đùa, thật là thiếu hiểu biết. Chúng ta cảm thấy bị bức xúc khi một điều gì đó vi phạm vào niềm tin và la bàn công lý của bản thân. Bạn có quyền cảm thấy xúc phạm, nhưng mà công bằng mà nói, đó là chuyện của bạn, đúng không? Vì mỗi chúng ta sẽ luôn có những quan điểm khác nhau. Nếu đủ kiên nhẫn ngồi xuống và cùng nói chuyện và chia sẻ, có thể bạn sẽ tìm ra được điểm chung giữa hai người, và có thể là cũng không. Nhưng mà trong phạm vi của câu đùa của Jimmy Carr này, liệu có công bằng nếu như bạn đóng khung Jimmy Carr là một kẻ bất nhân, độc ác chỉ vì câu đùa này? Và Jimmy đã chia sẻ lại rằng, điều duy nhất mà ông quan tâm là tạo ra một câu đùa bất ngờ. Ông không hề quan tâm đến việc thay đổi quan điểm hay là hô hào về một trường phái lý tưởng nào cả. Đánh giá, nhận xét hay chỉ trích, đó là quyền của bạn mà thôi. Kết luận số 1. Nhiệm vụ của một diễn viên hài là mang đến tiếng cười. Nếu một người thực sự giỏi đến mức có thể bán hết vé cho một đám đông hàng ngàn người và vẫn liên tục tạo được tiếng cười trong nhiều năm hoạt động, họ vẫn xứng đáng được công nhận là nghệ sĩ hài, đúng không? Còn việc là một con người, bạn có thể yêu thích họ hay là không? Đó là vấn đề về quan điểm cá nhân. Khi Picasso bắt đầu thử nghiệm với trường phái lập thể, có rất nhiều người tức giận và cho rằng ông phá hoại nghệ thuật, kể cả họa sĩ Henri Matisse. Nhưng sự khác biệt đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến nghệ thuật thị giác ngày nay. Bạn không nghe ai nói rằng các nghệ sĩ vẽ siêu thực thì không phải là nghệ sĩ cả. Họ chỉ chấp nhận rằng trường phái nghệ thuật đó không dành cho họ. Luận điểm B, Sarah Silverman. Điều mình nói và cái họ hiểu. Sarah Silverman là một nghệ sĩ hài mình cực kỳ yêu thích, vì cô có một thế giới quan rất thông minh và khả năng châm biếm sâu cay, truyền đạt những thông điệp mang tính ẩn dụ của cô thực sự xuất sắc. Cô cũng không có gì xa lạ với những scandal trong hài kịch, điển hình là khi cô xuất hiện trên chương trình TED. Video này chưa từng được đăng tải lên TED Talk vì ban tổ chức đã cảm thấy bị xúc phạm với phần trình diễn của Sarah, đặc biệt là ở đoạn từ 14 phút 52 cho đến 16 phút 57. Mình xin phép tóm tắt điểm mấu chốt của câu đùa của cô như sau. Mở bài 1. Tôi muốn nhận nuôi một đứa trẻ thiểu năng vì các em vốn đã rất khổ. Tuy nhiên, tôi cũng lo lắng sau này khi tôi già yếu và qua đời, ai sẽ chăm sóc cho con. Vì vậy, tôi đã nghĩ ra một giải pháp. Câu kết 1. Tôi sẽ nhận nuôi một đứa trẻ thiểu năng mắc bệnh hiểm nghèo. Mở bài 2. Có thể bạn đang tự hỏi, thể loại người gì mà lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ vừa thiểu năng lại vừa mắc bệnh hiểm nghèo? Câu kết 2. Một người rất nhân hậu. Bỏ qua những cái phân tích dài dòng, cá nhân mình cảm thấy đây là một câu đùa cực kỳ thông minh. Khác với câu đùa của Jimmy Carr, mình thấy được một thông điệp mà Sarah muốn truyền đạt. Sarah nói muốn nhận nuôi một đứa trẻ thiểu năng vì lòng hy sinh.
Tuy nhiên, vì lo lắng sau này mình không còn có khả năng chăm sóc, thay vì tìm những cái giải pháp khác, Sarah lại nghĩ đến công việc chọn một đứa trẻ bị thiểu năng mắc bệnh hiểm nghèo. Đây là điểm mâu thuẫn trong nhân vật của Sarah lúc này. Lòng tốt, muốn nhận nuôi và chăm sóc trẻ thiểu năng. Sự ích kỷ, muốn trẻ thiểu năng nhanh chết một chút cho đỡ lo lắng. Chúng ta luôn muốn thể hiện rằng mình nhân hậu, muốn giúp đỡ những người hoạn nạn hơn. Tuy nhiên, ẩn sau sự tốt bụng này, chúng ta có những suy nghĩ buồn cười, ích kỷ. Cho đến punchline thứ 2, mâu thuẫn này lại càng cao trào hơn, khi chính nhân vật của Sarah tự huyễn hoặc mình để giải thích cho suy nghĩ ấy. Chỉ có người tốt như tôi mới nhận nuôi một đứa trẻ bất hạnh như vậy. Khi trò chuyện cùng với cả Bill Maher về scandal này, Sarah đã chia sẻ quan điểm của cô về lý do cô đã viết ra trích đoạn hài kịch ấy. Mình xin phép dịch thoáng và tóm tắt ý của cô ở dưới đây. Nhưng bạn có thể xem video phỏng vấn sau nhé. Tôi thực sự bức xúc nếu ai đó cảm thấy bị xúc phạm bởi cái phân đoạn này. Với tôi, nó là một phân đoạn hài kịch được đúc kết từ những suy nghĩ và trải nghiệm rất thật của chính tôi. Khi biến ý niệm đó thành hài kịch, bạn sẽ phải để những điều xấu xa cấm kỵ lên tiếng. Không, chúng ta không phải là muốn làm tổn thương những người bị thiểu năng. Công việc của tôi là hài kịch, và tôi không thích nghe những cái người không làm hài kịch quy định cho tôi điều gì mới là hài hước. Họ cảm thấy bị xúc phạm khi tôi dùng từ thiểu năng, nhưng mà tôi chỉ đơn giản là muốn nói đến những cái người thiểu năng. Họ phớt lờ rằng sự khó khăn và nỗi đau những người thiểu năng vẫn đang tồn tại trên thế giới này. Họ thà che giấu người thiểu năng khỏi mọi câu chuyện. Lỡ đâu đụng chạm đến những người ủng hộ người thiểu năng thì sao? Tôi nói thẳng, tôi không quan tâm đến những kẻ ủng hộ. Kết luận số 2. Ngay khi thấu hiểu rõ ràng vấn đề về mục tiêu truyền đạt thông tin của mình, bạn vẫn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Sự thật của bạn, trong thế giới quan của bạn, chưa chắc đã đồng điệu với thế giới quan của người khác. Chúng ta chỉ có thể điều khiển những gì mình nói, nhưng mà chúng ta không thể quy chụp cách người khác nghĩ về lời nói đó. Luận điểm C. George Carlin, cái giá của sự thật. George Carlin là một tượng đài trong hài độc thoại. Ông là một người tiên phong mang khía cạnh phân tích xã hội và sự thật về cuộc sống vào hài kịch. Nhắc đến ông, người ta phải nhắc đến sự kiện lịch sử Seven Dirty Words. Lúc bấy giờ, có 7 từ tiếng Anh mà trên mọi chương trình TV chúng ta không được nhắc đến. Năm 1972, tại Summerfest tại Milwaukee, George Carlin đã bị bắt giữ khi trình diễn một trích đoạn độc thoại về 7 từ ngữ này. Đoạn độc thoại này đã thay đổi cuộc đời ông, cũng như một phần lớn của lịch sử hài kịch. Ông đã bị bắt sau khi trình diễn, và kéo theo đó là hàng loạt những vụ kiện tụng, tẩy chay. Nhưng mà sự kiện đó cũng là dấu ấn đầu tiên cho sự chuyển mình của xã hội. 7 từ ngữ giờ đây không còn quá cấm kỵ. Chính trong phần trình diễn này, ông đã chứng minh rằng từ ngữ không có tội, chỉ có bản thân mỗi chúng ta gán ghép cho nó ý nghĩa, ý đồ. Một câu nói xuất phát từ ý đồ hài kịch của một diễn viên hài hoàn toàn có thể bị đem ra ngoài sân khấu, bị cưỡng đoạt những ý nghĩa ban đầu rồi được cắt ghép, phân tích và mổ xẻ thành những đoạn thông điệp phản động, độc ác. Kết luận số 3. Đôi lúc, để theo đuổi và thể hiện được sự thật, chúng ta phải liều lĩnh thách thức quan điểm của những người xung quanh. Đó là điều thú vị của hài độc thoại. Nó có tiềm năng và sức mạnh thay đổi suy nghĩ của thế giới, dù chắc chắn không phải là một điều dễ dàng đạt được. Ít nhất chúng ta có thể thấy, ở những đất nước mà hài kịch và hài độc thoại phát triển hơn, chúng ta thấy được một cái nhìn đa diện, nhiều chiều hơn về xã hội. Bạn cảm thấy tức giận khi một nghệ sĩ đùa về trẻ em châu Phi. Nhưng mà nhiều khi nếu không nghe câu đùa ấy, bạn cũng không hề biết về nỗi khổ của trẻ em châu Phi tồn tại. Phải chăng đó chính là mục đích của hài kịch? Đưa những góc tối của xã hội ra ánh sáng, khuấy động cảm xúc và dư luận trái chiều, để chúng ta không chỉ đơn giản là chấp nhận những sự thật được mớm cho mình qua truyền hình và báo chí. Tại sao mỗi năm ở những buổi gala dành cho những chính trị gia, những diễn viên hài được mời đến để chia sẻ, hay những chương trình như Late Night Show của Trevor Noah và Stephen Colbert vẫn rất nhiều người ủng hộ? Có phải là vì ngoài nhu cầu giải trí đơn thuần, chúng ta luôn tìm đến sự thật? Trở lại với quan điểm ban đầu về lý do hài độc thoại chưa phát triển mạnh ở Việt Nam và phần lớn các nước châu Á, mình cũng không có câu trả lời chắc chắn, nhưng mình có một số giả thuyết. Trong văn hóa của người Việt, chúng ta vẫn quen dĩ hòa vi quý, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chúng ta rất ngại xúc phạm người khác. Hài độc thoại vẫn là hài kịch, có kịch bản, người diễn viên gần như là một nhân vật. Nhân vật đó có thể gần hoặc là xa với thực tế của chính cá nhân đó, nhưng những nguyên liệu được đặt trên sân khấu đều là những sản phẩm trí tuệ với mục tiêu tạo được tiếng cười và sự suy ngẫm cho người xem. Nhưng với đa số bạn bè người Việt của mình, họ nghĩ nghệ sĩ hài cũng như là MC lên sân khấu và chỉ đơn giản là tìm những câu chuyện buồn cười để chọc. Nếu mà họ nói cái gì không cùng quan điểm với cả chúng ta sẽ chỉ trích con người đó thay vì thấu hiểu cái ý tưởng hài kịch của họ. Văn hóa tranh luận của người Việt vẫn chưa định hình rõ ràng. Chúng ta thường bị dẫn dụ bởi những quan niệm chủ quan. Ngay cả bản thân mình cũng thế.
hai người có quan điểm bất đồng thường rất khó trò chuyện thẳng thắn để chia sẻ, mà gần như ngay lập tức sẽ gán ghép đối phương với một giá trị định kiến nào đó của cá nhân. Tuy nhiên, mình vẫn rất mong đợi sẽ có thêm nhiều khán giả Việt tìm được sự hứng thú với hài độc thoại. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ có thêm nhiều hứng thú và quan điểm muốn chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thích video này thì đừng ngại mà like, share để ủng hộ chúng mình. Nút subscribe và nút chuông bên cạnh cũng sẽ giúp bạn không bỏ lỡ những video bọn mình sẽ ra trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!